Chim này chim gì đây các bác? Nãy tưởng con bồ cắt bắn nhầm. Để xa quá nhìn không rõ. Thấy móc móc tưởng bồ cắt chứ. Má biết chim này em không bắn đâu. Phí mất viên đạn. Tầm 40 mét này. À, phí đạn quá. Đã đấy, nhìn móc móc vậy này tưởng một cắt mà. Xa quá tầm 40 mét này nhìn không rõ được. Tiếc quá. Tội nghiệp. 15.000 rồi con chim này không đáng thế nào. Thật dở rồi.